快的，就可以。Tắm rửa cho xong rồi chắc luôn. Mà anh chị ơi thì rất là thèm thịt nha. Không ăn đi ngoài đâu, toàn mọi ở trong ăn thôi. Thèm thịt lắm ấy. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Phi. Thì hôm nay nhân dịp đầu xuân, Phi đến thăm một trường hợp rất là đặc biệt tại tỉnh Gia Lai. Thì sau một ngày đường đi xe máy vừa tới đây là hình như là khoảng 12-13 tiếng đồng hồ, thì Phi đã có mặt tại Gia Lai. Một cái trường hợp khá là đặc biệt đó là một chị gái là bị tâm thần mà không mặc quần áo gì hết á. Tóc tay thì như là người rừng vậy. Thì Phi biết được cái hoàn cảnh đó trên thì Phi biết được cái hoàn cảnh đó và khi trước Tết kia, nhưng mà trước Tết nó bận quá, sau ra Tết thì Phi mới sắp xếp thời gian đi được. Thì hôm nay Phi đang có mặt tại nhà của chị đây. Mời quý vị cùng Phi vào khám phá cái trường hợp này nha. Trước đây nửa tháng thì chị bé đó là ngồi một chỗ mười mấy năm ở chỗ kia kìa. Chỗ này là nuôi heo mà chỗ kia là chị bé ngồi chỗ kia là không mặc quần áo gì hết á, y như là người rừng vậy đó, tóc tay thì bồn xồn. Thì Phi thấy cái thông tin như vậy thì Phi đến Phi xem thử, nhưng mà trước Tết thì nhiều việc quá nên hôm nay mới ra Tết mới có thời gian để đến thăm. Thì đến thì đã có một cái nhóm thiện nguyện đã làm nhà cho bà rồi. Phía trên là gà thì nó nhốt gà, phía dưới là nhốt chị. Chỗ chị ngồi mười mấy năm đây. Bà biết tiếng mà tiếng Kinh mình không? Biết một hai tiếng này ít biết lắm. Bà biết tiếng Kinh luôn. Bà biết. À, năm nay bao nhiêu tuổi? Cô hỏi thứ bao nhiêu tuổi? Không biết tuổi bà. Không biết tuổi bà luôn. Mà con bà cũng biết tuổi bà. Bây giờ cũng làm ra nhiều đứa con của bà mà nó cũng biết tuổi nó luôn. Nó không làm giấy tờ chứ. Tuổi kia nó biết tuổi con cũng biết tuổi mẹ mà mẹ cũng biết tuổi con. Thank you.
nhà này là có một nhóm thiện nguyện đã kêu gọi và làm nhà cho bà đây, làm mua hơn nửa tháng trước đó. Bây giờ phải tập, xong bốt tập thường xuyên ngày 2 lần 3 lần. Mất
mưa ướt rồi dạ, nó hầu khô, hầu ướt cái gì, hầu đã rồi nó khô như rồi. Con heo vậy. Như con heo luôn nhỉ. Nó còn áo cái hầu mưa tạt phải ướt mà hết mưa khô ướt hầu nhỉ, hầu hầu làm được mình làm hầu ngầu ngầu chim bông ngầu. Cho nó cần gì? Cần, không biết cần tiền không? Biết. Cho gửi cho chị, ít tiền. Cần đi, cần rồi cảm ơn. Đi cần. Này, trốn cho tiền, cần. Cũng biết tiền là gì. Không, gửi đi cho bà nha. Thì đây có cô Tú ở Mỹ gửi về tiền về cho con, đó là thấy hoàn cảnh nào khó khăn thì giúp, thì cũng gửi cho bà 1 triệu để bà lo ăn uống. Bà biết bao nhiêu tiền đó không? Thôi thì biết không? Không ấy. Biết không? Không, không biết. Không biết hả? Không biết tiền hả? Bà không biết bao nhiêu hả? Không biết giờ sao đi mua đồ ăn như sao? Ma tu. Được luôn. Ma tu. Ma tu. Phải ước được. Gấp nha. Tớ đưa cho con gái mua đồ em cho em á. Đã đưa 1 tờ giờ đó nha. Để được đổi tiền lẻ cho. Không đổi tiền lẻ ra. Bữa đưa cho nó đem nó đi. Rồi con đổi cho 1 triệu tiền lẻ này. Mỗi tờ 200. Thế nhưng một bữa là đưa cho con nó 1 tờ giờ nó đi mua, nói nó mua 3 ngày, 4 ngày là 1 tờ giờ là ăn tuần chứ. Ấy mình nói chuyện ấy, ví dụ cái nhà như hay là em căn 5 ngày là, hay là 10 ngày là 1 tờ giờ thôi. 10 ngày 1 tờ đó. 10 ngày là 1 tờ giờ. Rồi đủ 10 ngày là mình đưa tiếp 1 tờ nữa. Ngày như bây giờ bỏ ăn để nhằm nghe như thế nè. Nghe đưa cho con chị đó là 10 ngày là 1 tờ không? Không biết hả? Biết gì mà biết. Biết rồi, chắc là bà còn biết tên mình nha. Vẫn nói mộng buồn bữa xuống vô nhà mới này. Vẫn nói, bà dỗ dài, bà đưa ly rồi, bà nói, bà kêu mình. Vậy anh là lúc ngày đó. 1 tờ 10 ngày. 1 tờ là 10 ngày nha. 1 ngày cho anh 20 ngàn, 10 ngày là hết 1 tờ vậy nha. Giữ tiền cho con nha em. Nha. Biết thì cứ như vậy sao vậy. Vô nó là như bà heo như thế này. Cái gì mà dơ dễ gì mà. Đắp tài vậy. Đầu bố nó đắp nó nấu làm một bề vậy. Chứ ai đâu mà tránh cứ ai mà cháy ưu áo cho nó nữa. Thôi giờ vừa phát gọn vàng đẹp rồi. Thì vô đây nào ăn sạch sẽ. Cô nghĩ cuộc sống mà người thì sung sướng quá, người thì gọi cá tàu cũng tàu. Ai giúp cho được lần nào thì quán nào còn lại nó ăn được miếng gì là ăn được, thì nó ra đi. Không gửi vô trại. Gửi vô trại thì nó đi cũng được mà. Nuôi chứ. Dễ là nó, nhưng nó đi được thì dễ, mà nó đi được sợ. Chưa đến lúc ngồi chỗ đó. Thì nó ngồi chỗ nha. Tôi bữa cho ăn. Từ sức ăn hả? Từ sức ăn được. Từ sức ăn được. Đi cũng được, từ sức ăn. Do ngồi lâu quá là đi được. Ngồi lâu quá cấm luôn. Biết chứ, nó bây giờ ngay chỗ đây này nó sao nó cứng nhắc nha, mình đưa ra cũng được mà. Mình như cái găng nó trong chỗ đây sao á. Không gái trái kéo bị gái chứ. Thành ra có ai tới tiếp theo không? Có một nhóm mà. Mười mấy tuổi ở đây, mười mấy tuổi tới trong không? Hồi đó chắc nó cũng 15, 16 tuổi tới đây. Sáu đứa này nó chọc nữa gì nữa. Thì bây giờ cái hầu trước thằng con này chưa.
trời nói bà con không biết nữa. Thôi con đi nghe, con đi. Chào bà con đi. Chào ông chị. Dạ, đi lên nha. Không nói ăn chị luôn. Chứ mười mấy năm nay rồi đó, nhưng hiểu cho tao nói chuyện nha, người ta không nói. Thôi đi, thôi con đi, con đi bà. Rồi, dạ. Dạ, đi bà nha, bà giữ gìn sức khỏe nha. Rồi. Cảm ơn. Cảm ơn chú. Không có nói. Thì Phi cũng xin kết thúc clip tại đây và cũng gửi lời cảm ơn đến cô Tố ở Mỹ đã gửi tiền về cho Phi giúp đỡ cho bà. Hẹn quý vị vào clip tiếp theo của Phi nha. Quý vị xem clip này nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ Phi luôn. Bye bye mọi người. Con đi nha. Yeah.